Rồi xin chào anh em đam mê chăn nuôi trồng hương nha. Chào mừng anh em quay lại với kênh trồng hương thuần hóa của mình. Trại trồng hương thuần hóa của mình ở ấp chợ xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Thì hôm nay mình có câu chuyện kể với lại mọi người về cái việc mà bán trồng thương phẩm. Bán trồng thương phẩm cho thương lái mà nói chung là chủ trại lại cho ăn cái việc mà chủ trại cho ăn quá nhiều, thành thử ra tới hồi nói chung là anh em đã xem rồi, người ta bán cái chủ này bán 10 con đực, trọng lượng thì như yêu cầu rồi, tuy nhiên là bà vợ lại cho ăn cho ăn quá nhiều, tới hồi lên cân thì thương lái người ta thấy tức là trồn bụng bự quá, bụng to quá, người ta không cân đó, người ta không cân, người ta kêu là nếu mà ta cân như vậy rồi tới về về tới tới nhà người ta thì nó đi ra hết, là người ta hao hụt của người ta lại không có lãi đó. Mà từ ở Sài Gòn lên tới khu vực miền Đông mình đó, đó là cũng cả trăm cây số đó, thì nó coi như là cũng cũng giằng co một thời gian đó, thì giá thì đã chốt 1,4 triệu rồi, cuối cùng là bây giờ ta không bắt mà rất là ấm ức là từ ở Sài Gòn đó, mà đánh chiếc xe lên nữa chứ đó. Giờ mọi người phải rút kinh nghiệm, khi mà buôn bán con trồn này là phải để cho nó đói. Để cho đói đàng hoàng cho người ta tới người ta cân, chứ mình đừng có ham mà khi người ta tới người ta cân, trước khi đó người ta gọi điện cái mình đây mình cho ăn đó, mình cho ăn là cái bụng nó bự lên người ta biết đó, người ta không cân nữa. Thì nói chung là cái đó cũng là một trong những cái mà cái tâm của cái người chăn nuôi đó, với lại cái người thương lái mình muốn làm buôn bán lâu dài với nhau á, thì mình phải có cái uy tín, cái tâm nữa, tại người ta là ăn cái chênh lệch, không biết là người ta bán ra bao nhiêu không còn biết, nhưng mà cái giá thì mình đã chốt với họ rồi thì người ta bán được là người ta ăn, còn không bán được ta chịu đó, mình phải hiểu được cái điều đó chứ. Còn nếu như mà bây giờ chưa gì hết đi về cái mỗi con vậy đó, nó hao 2 lạng 3 lạng là hết bao nhiêu tiền của người ta rồi đó, cho nên là giằng co một thời gian như vậy thì mới chốt lại là mỗi con trừ 3 lạng. Trời đất ơi, cái bà vợ không chịu, mỗi con trừ 3 lạng vậy là không chịu, cho nên là mỗi con trừ 3 lạng vậy á, thì bà vợ bà không chịu, cho nên là cuối cùng là mới 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 tính tới tính lui như vậy thì phải trừ là 2 lạng, phải trừ 2 lạng đó, vậy cuối cùng là mỗi con phải trừ 2 lạng mới 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 cân đó. Thì cái đó cũng là một trong những cái mà rắc rối của anh em chăn nuôi, mà mình xin lưu ý với mọi người chỗ đó, tức là mình buôn bán cũng vậy nữa, mình nuôi ra đó thì mình đừng có cho nó ăn quá no, nhiều lúc cho ăn no cái bụng chà bá vô rồi đem về cái người ta cân lại thì nó lại không không có đạt cái số ký đó, người ta lại lỗ cái số ký đó, không biết lời bao nhiêu mà trước mắt là lỗ rồi, mà bán ra không được lần nữa đó. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm mà khi mình bán cái chồn thương phẩm á, thì anh em cũng lưu ý là không cho ăn nha, để cho nó đói đi không có sao hết á, rồi người ta cân vậy thôi. Ở đây mình bán là mình không có cho ăn đó, bữa là mình bán thương phẩm thì cũng có 10 con thôi, mình bán có 1 lần à, cách đây khoảng 3 tháng mình bán 1 lần là xong đó. Nhưng mà đó là một trong những cái kinh nghiệm để anh em mà khi mà xuất bán thương phẩm á, thì mình phải rút kinh nghiệm đó, không ai mua cái con mà ăn no con bụng cành hông đâu đó. Mà lúc đó người ta lên là coi như là cũng nói thôi bây giờ lỡ rồi mỗi con này trừ ra bao nhiêu để cân luôn thì nó đòi trừ 3 lạng đó.
Rồi cuối cùng là trừ 2 lạng, cuốc lại trừ 2 lạng, ta cũng ráng ta cũng bắt đó. Thì một trong những cái yếu tố là mình cứ làm ăn trung thực với nhau á, thì nó bền, nó lâu dài được. Còn nếu như mà mình cho nó ăn như vậy á, thì nó không bền đó. Vậy thôi đó. Cái mà lên được mấy lạng đó mà cũng chẳng chẳng vào được đâu đó. Mà nếu mà vậy thì nhiều lúc á, người ta cũng lỗ chứ, người ta đâu có lãi đâu đó. Người ta bán nhiều lúc cũng còn ế nữa chứ. Thì đó là cái tâm của anh em chia sẻ với nhau rồi sống thôi. Thì cũng có cái ý tâm sự với mọi người cái chỗ đó. Đây thì cái ổ 4 con này nó cũng to to rồi. Đây. Nó hơi tối. Thôi mình quay cái ổ 4 con bên đây, nó cũng đẻ 2 ổ nữa. Đẻ 2 ổ, mỗi ổ 4 con. Cái con mẹ này thì nó hiền nè. Hiền lắm. Con này thì ổ này cũng to to rồi. Cái ổ này thì hình như là có 2 đực 2 cái hay sao á, mình cũng chưa có xem hết luôn đó. Còn cái ổ bên kia thì nó nhỏ ngày hơn, cũng 4 con, nó nhỏ ngày hơn. Cách mà cái ổ này thì mình không dám quay sát đó, nó cũng kêu chít 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 chít. Nó hơi tối, nó hơi tối hả. Thôi bây giờ mình quay cái ổ này, 4 con này là nó lanh lợi lắm rồi à, mọi người đó. Bên đây là 3 con, 3 con này thì cứng hơn đó. 3 con cũng sắp tới giờ ăn á, mình quay cái clip này là nó cũng sắp tới giờ ăn. Nó bao giờ nó đứng dậy hết rồi đó. Bình thường hay quay cái lúc mà nó lanh lợi vậy nè, chứ cái lúc ngủ á, nó nằm chỗ á, anh em lại không có thấy. Háo ăn lắm rồi, háo ăn lắm rồi mọi người. Mấy ông này gọi là to rồi, to hơn mấy ông kia ăn rồi dữ luôn, thả vô là ăn như cái máy vậy đó. Nói chung là cứ nuôi từ từ thôi đó. Nếu mà không có thì cho ăn ít lại, còn có thì cho ăn nhiều tí. Mình cũng vậy, cứ có là cho ăn nhiều tí đó. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.